Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong tháng 5 năm 2024, nắng đóng gây gắt và đặc biệt gây gắt, dự báo sẽ xuất hiện nhiều hơn, cần đề phòng các hiện tượng thời tiết nguy hiểm. Dự báo trong tháng này, nhiệt độ trung bình trên cả nước phổ biến cao hơn so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ, từ 1,5 đến 2,5 độ C. Áp thấp nóng phía Tây tiếp tục hoạt động mạnh, nên ở khu vực Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Phú Yên sẽ xuất hiện nhiều ngày nắng nóng và nắng nóng gai gắt, có nơi đặc biệt gai gắt, với điều kiện nắng nóng trên, dự báo tình trạng khô hạn ở các khu vực Trung Bộ sẽ còn tiếp diễn. Từ nay đến ngày 30 tháng 5, mưa rồng có xu hướng gia tăng dần ở khu vực Bắc Bộ, cần tiếp tục đề phòng các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như mưa rồng kèm theo lốc xét mưa đá và gió giật mạnh có thể ảnh hưởng lớn đến sản xuất và các hoạt động dân sinh.